Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 5 bộ sách Global Success trên trang web olm.vn Unit 13 Our Special Days Trong bài 13, các con sẽ được tìm hiểu tư vựng chủ đề các ngày lễ Tết đặc biệt, tiếp tục cấu trúc hỏi và trả lời về sự việc sẽ diễn ra trong tương lai, cũng như luyện tập trọng âm câu. Không để các con chờ thêm nữa, chúng ta cùng đến với phần 1, phần tư vựng, vocabulary. Có một ngày đặc biệt dành riêng cho tất cả các bạn nhỏ trên thế giới. Đây là dịp lễ để mọi người tặng quà và làm nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ em. Các con có đoán được cô đang nói đến ngày gì không? Chính xác, đó chính là ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Children's Day ở Việt Nam, ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Teachers' Day. Vào ngày này, các bạn học sinh thường tặng hoa và thiệp để tri ân thầy cô giáo của mình. Children's Day. Teachers' Day. Hiện nay có rất nhiều trường học tổ chức ngày hội thể thao. Sports Day. Đây là ngày chúng ta tham gia các trò chơi vận động khác nhau, thi đấu thể thao với bạn bè. Tết Trung thu. Mid Autumn Festival. Còn được gọi là Tết Đoàn Viên khi gia đình sum họp bên nhau, cùng ngắm trăng và phá cỗ. Sports Day. Mid Autumn Festival. Vào các dịp lễ Tết đặc biệt, chúng ta thường tổ chức những bữa tiệc. Một số món ăn và thức uống phổ biến trong các bữa tiệc nhỏ là bánh pizza. Pizza. Bánh burger. Burger. Burger là một loại bánh mì kẹp thịt. Nước ép táo. Apple juice. Và chúng ta còn có trà sữa. Milk tea. Các con cùng nhắc lại nào. Pizza burger apple juice milk tea Vừa rồi, chúng ta đã nắm được từ vựng chỉ các ngày lễ quan trọng cũng như từ vựng chỉ đồ ăn và thức uống. Các con cùng ôn tập lại nào. Children's Day Teachers' Day Sports Day Mid-Autumn Festival Pizza Burger. Apple juice. Milk tea. Chúng mình cùng chuyển sang phần 2, Structures, phần cấu trúc. Ngày quốc tế thiếu nhi đang đến rất gần rồi. Tại sân chơi, Ben và Daisy hào hức nói về ngày quan trọng này. Children's Day is coming soon. Yes, it is. What will you do on children’s day? We’ll sing and dance. What about you? We’ll have a big party. What food will you have at the party? We’ll have burgers and pizza những sự việc sẽ làm trong tương lai. chúng ta có một câu hỏi người đối diện sẽ làm gì what will you do cộng với cụm từ chỉ thời gian chúng ta có on cộng các ngày như on children's day on teachers day on sports day và với tết trung thu ta sử dụng at at mid autumn festival vậy cô có các câu hỏi hoàn chỉnh như What will you do on Children's Day? What will you do at Mid Autumn Festival? Để nói về việc mà chúng ta sẽ làm, có sử dụng cấu trúc will cộng với cụm từ chỉ hoạt động, trong đó động từ sẽ luôn dùng ở dạng nguyên thể, tức là không thêm s, es, không thêm ed hay ing. Ví dụ, will sing and dance. Chúng tôi sẽ hát và nhảy. Trong cấu trúc này, will là viết tắt của we will. Như vậy thì thay vì trả lời we'll sing and dance, con cũng có thể nói we will sing and dance. Con chú ý phát âm lại. Will. Will. Bây giờ con hãy vận dụng kiến thức vừa học để hoàn thành đoạn hội thoại dựa vào các bức tranh sau đây. Bức tranh số 1 Nhân vật A hỏi bạn sẽ làm gì vào ngành nhà giáo? Dựa vào hình ta thấy các nhân vật múa. Ta có đáp án là dance. Động từ dance dùng ở dạng nguyên thể tức còn không thêm s, es hay thêm ing. Đến với câu hỏi số 2, đây là câu hỏi về hoạt động sẽ làm, chúng ta cần sử dụng từ để hỏi what. Và vì là câu hỏi hỏi về sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, ta sử dụng will. What will you do on sports day? Bức tranh cho thấy các nhân vật sẽ chơi bóng truyền. Đáp án của chúng mình là play volleyball. Trong đoạn hội thoại vừa rồi, Ben cũng đã hỏi xem Daisy sẽ ăn gì vào bữa tiệc. Cô có một câu hỏi về đồ ăn và thức uống. What food hoặc drinks will you have at the party? Bạn sẽ dùng đồ ăn hay thức uống gì tại bữa tiệc? Con trả lời cho câu hỏi này bằng cấu trúc will have cộng với các cụm từ chỉ đồ ăn thức uống. Khi đó thì con chú ý, với các danh từ đếm được con cần sử dụng ở dạng số nhiều tức là thêm s hoặc as sau danh từ ví dụ chúng ta có burger là loại bánh đếm được vì chúng ta có thể đếm được một chiếc bánh burger hai chiếc bánh burger vậy ta cần sử dụng ở dạng số nhiều là burgers tương tự các loại quả như apple banana orange cũng là các danh từ đếm được ta cũng cần sử dụng ở dạng số nhiều còn đối với các danh từ không đếm được như pizza, các loại thịt, chicken, fish, các loại đồ uống như juice, tea, milk, thì ta không cần thêm s, -E -S sau danh từ. Như vậy thì cô có câu trả lời ví dụ như We'll have burgers. We'll have pizza. Để củng cố kiến thức, các con hãy hoàn thành bài tập sau đây. Cô khen các con đã nắm chắc bài. Câu hỏi đầu tiên mà A hỏi B là câu hỏi về đồ ăn, what food? Bạn sẽ ăn gì tại bữa tiệc? Dựa vào bức tranh ta thấy có hai loại đồ ăn là thịt gà và bánh burger. Ta chú ý sử dụng danh từ burger ở dạng số nhiều. Đáp án ở ô trống thứ nhất là burgers. Câu hỏi số 2 là câu hỏi về đồ uống ai đó sẽ dùng. Ta có câu hỏi What drinks will you have? Bức tranh cho thấy các loại đồ uống ở đây là nước, nước ép táo và trà sữa. Trong câu của chúng ta đã có water, nước, apple juice, nước ép táo, vậy còn thiếu milk tea. Đáp án của chúng mình là milk tea. Kết thúc phần cấu trúc, cô trò chúng mình cùng chuyển sang phần cuối cùng, phonics, phần ngữ âm. Trong phần ngữ âm của bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập trọng âm câu. Bây giờ, con hãy lắng nghe hai câu sau đây và cho cô biết các từ nào được nhấn mạnh trong mỗi câu này. What food will you have at the party? What drinks will you have at the party? rất chính xác như vậy con có thể thấy chúng ta đã nhấn mạnh các từ để hỏi what các danh từ food drinks party và động từ have vậy các con ghi nhớ cho cô thông thường chúng ta sẽ nhấn mạnh các từ để hỏi các tên riêng các động từ như have do play eat các danh từ như party food Burgers các tính từ big, great, small bây giờ chúng mình hãy luyện tập với bài tập sau đây nhé trong mỗi câu sau đây con thiếu một từ được nhấn mạnh nhưng chưa được gạch chân con hãy cùng lắng nghe và gạch chân từ đó nhé What food will you have at the party What drinks will they have at the party What will you do at her party? What will we do at their party? Chúng mình hãy cùng cô kiểm tra lại đáp án nào. Trong câu số 1, chúng ta còn cần phải nhấn mạnh động từ have. Trong câu số 2, ta còn cần nhấn mạnh từ để hỏi what. Trong câu số 3 động từ do cũng được nhấn mạnh. Và trong câu số 4, danh từ party cũng cần được nhấn mạnh. Như vậy, sau bài học này, các con đã có thể nhớ được từ vựng chỉ các ngày lễ dịp đặc biệt, từ vựng chỉ đủ ăn, thức uống. Sử dụng được một câu hỏi và trả lời về sự việc sẽ diễn ra trong tương lai, cũng như đọc các câu với trọng âm câu đúng. Các con hãy truy cập olm.vn để củng cố kiến thức với các bài luyện tập nhé! Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào các con và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo.